Chào các bạn, hôm nay tôi cùng xin phép cùng mọi người đi thăm mấy cái nhà cổ mà từ thời nội chiến chống Mỹ nhá. Nghe có vẻ là ghê gớm lắm nhưng mà thật sự đấy. Nghe có vẻ không tin nhưng mà đây. Đây là một ngôi nhà gạch cổ. Đấy. Xây dựng từ năm 1975. Nhà bà Gian, cái cửa gỗ hỏng rồi nên thay. Nhà cổ à. Vẫn dùng bằng cây tre nhá. Lợp ngói. Đấy. Móng miếc tường tiếc vẫn từ thời năm 75. Sơn màu vàng vẫn còn nguyên. Ngói tre cây ngói cây tre vẫn còn nguyên đấy. Đấy là chủ nhà. Bố của tôi. Đằng trước thì có cái bể vườn mía. Con vịt. Đúng rồi, bên dưới kia cũng có một cái nhà từ thời chống Mỹ. Và bên này cũng thế. Bên kia cũng thế. Bên kia cũng thế. Thế là toàn nhà, mấy nhà anh em thôi. Toàn nhà anh em mà. Và bên kia cũng thế, bên kia có vài nhà nữa. Vâng, đúng ra cái video này thì được quay ở cái xóm Nà Vài, xã Bê Chiêu, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Xóm Nà Vài, xã Bê Chiêu, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhá, nhắc lại lần nữa. Đấy là quê hương của tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên ở cái ngôi nhà này, ở cái vùng đất này. Đấy. Chè, cây chuối. Con gà. Đó, xin giới thiệu tiếp này. Cái nhà bên kia này nhà của ông bà nội tôi. Ở bên này thì là nhà của ông chú và thím. Đấy nhá, xem sinh năm nhà này ra đời năm bao nhiêu nhá. 1978. Thế là nhà này được làm sau cái nhà ông bà nội tôi kia là 3 năm, kia là 7 năm, nhà bên kia 7 năm, nhà bên đây là 78. Tất nhiên cái cửa gỗ hỏng rồi, bây giờ thay đi bằng cửa sắt, nhưng mà cái cột nó vẫn đang nguyên, đó là mấu má hình ảnh vẫn đang nguyên. À, cây que trên thì vẫn là cây tre lợp ngói. Còn cái nội thất trong phòng này, nội thất trong ngôi nhà này để giống khác vậy. Hôm nay chúng ta thử ngoạn bên ngoài trước. Bên trong thì nó bài trí cũng đơn giản thôi, chả có gì đâu. Đấy. Tính sơ sơ thì trong làng này cũng còn có khoảng thế nào? Tôi tính nhầm đấy nha. Tính sơ sơ thì cái nhà cổ như này ở cái làng của tôi nó tầm chắc là gần 30 cái nữa. Thì đây thì còn cả nhà tôi, gần nhà tôi thì tôi quay vậy 30 cái nhà như này. Quãng hơn. Tất nhiên đây là xóm tôi đối, thì còn ở những nơi khác này vẫn còn. Tôi nghĩ là những cái nhà này thì
có thể tồn tại 20 năm nữa. Thay cái mái ngói đi được. Nhớ vòng nhá, em nhá. Đây có vườn mía xanh rất tươi. Mời các bạn ngày nào dưới lên nhà mình ăn nhé. Rồi, chào các bạn.